Trời đất ơi, giờ này còn ngủ đó mày. Ai vậy? 12 giờ trưa rồi. Ai vậy? Còn mày nữa. Ai vậy? Tao nè. Ai làm cho mày vậy? Đi xuống. Trời đất ơi, ở ghép với tụi bay là tao mệt luôn à. Để tao xuống máy bay đã nói chuyện. Cái gì? Xuống máy bay hả? Mày bị mộng du hả mày? Hả? Thì đó, leo còn thay như leo máy bay vậy đó. Nè, sao ở nhà không lo dọn dẹp nhà cửa rồi để bê bối quá vậy? Thôi mà gọi là bê bối hả? À, vậy thôi gì đâu bê bối. Trong cái nhà này không ai mặc mấy cái đồ này hết trơn. Quá vậy hả? Nhìn đi, nhìn, nhìn đi. Công si tai kìa. Nói bao nhiêu lần rồi. Quay rồi mày. Nói bao nhiêu lần rồi, mặc cái này thì đừng có bỏ áo vô quần. Kỳ, nó hỏi sao không có bồ. Nè, nè, chỉ có một cái này bỏ vô quần là cái quần của mày, tới đấy tao mặc cái nè. Tới, bỏ đi tới. Bỏ đi thì mình bỏ thôi, cái gì đâu. Đẹp liền. Cái quần này của ai mà mày lấy mà mặc vậy hả? Của ai? Của tao. Thì đó, nhìn là biết rồi. Ai mà mặc cái quần nguyên cái giường bóng đi ghê. Bỏ đi. Dọn đồ đi ông ơi. Bận đồ như vậy á, cho người nó trẻ trung, hiểu chưa? Ê, ê. Tức là cũng được. Vậy mà nó xưng là cái gì? Thối ca. Thối ca nè. Này heo à. Ca nè. Gì vậy? Mập quá. Cái trường của mình là trường à. Đại học thể dục thể thao. Là phải có những người cứng rắn, hiểu không? Ví dụ đây nè, này bên Điền Kinh nè, thấy nó tướng tả đã không? Mà chưa, chưa đâu nha. Để cái chân vô có dưỡng. Kê cái chân vô có dưỡng. Cái chân bên đây nè, thấp thôi, thấp thôi. Đó, đó, nghe, ngồi lên heo ca. Thôi. Để nói cho nghe, học sai ngành hết. Đây, đáng lẽ đi học diễn viên điện ảnh không học. Đi học bên Điền Kinh. Còn đây, đáng lẽ đi học bên kia sumo không học, học aerobic. Chỉ có tôi là học đúng ngành hả? Mày học đúng ngành. Bóng rổ. Mày khi dễ cái aerobic không, của tao. Không, sai rồi. Đâu, nhảy, cho nhảy aerobic coi thử. Không, thì đó, aerobic. Ngồi đó, coi đi, mà học đi nè. Được, bắt đầu nè. Nhạc lên đi. Anh có một cái bút. Anh có một trái táo. Cây bút táo. Anh có cây bút. Anh có trái dứa. Hey. Cây bút dứa. Cây bút táo. Cây bút dứa. Bút táo, bút dứa. Táo có thế. Vô nhạc 2, 3. Anh có một trái lụ. Anh có một viên đạn. Lụ đạn. Nói về gọi là cái trình độ mà sát gái ở trong cái trường đại học thể dục thể thao này. Nói tới đó thì phải nhắc tới tao. À. Mày im đi. À. Mày coi mày đi. Mày bóng rổ hả? Bóng boy hả? Mày có được mảnh tình nào chưa? Yêu tao là phải toàn thứ dữ không? Bình thường thân yêu phải khùng, điên, lùng, mập tao mới chịu. Nói bao nhiêu lần rồi, cái gu mặc đồ không bao giờ được mặc như vậy. Tại sao không được mặc như vậy? Nó nhìn nó sợ, mặc đã già rồi, mặc cái đồ gì đâu. Tao già, tao mới mặc như vậy để tao kéo lại cái tuổi già của tao. Đi ra được, người ta dòm. À, ô, trong đó đâu, có con gì đã lại vậy? Trời ơi. Trời ơi trời, người ta chửi mình là thú, làm như hứng thú lắm hay gì? À, thú cũng được, biết là thú cưng được rồi. Sao, ganh hả? Ê, tụi bay, tao nổi tiếng là đẹp trai của nhà giàu học giỏi nha tụi. Đó là mày nổi tiếng thôi. Còn mày về đây mà gặp hai đứa tao là mày là học ngu nhất. Tại vì mày có học đâu. Tối ngày đi cua gái không giờ đâu mà học. Mà cái dù có được đâu, bị mấy nhỏ nó bỏ hết rồi. Con Hương Giang nó bỏ rồi. Tại sao? Tại vì hứa nó đi giải phẫu cái ai mới đang cho nó giọng nó thanh mà không giải phẫu giọng nó không thanh, nó bỏ. Thôi mấy cái thứ mà đòi hỏi tiền bạc là tôi bỏ là đúng rồi mấy ông. Quen nhỏ gì đẹp lắm nè, nhỏ gì giờ này đẹp lắm, trẻ lắm, nhỏ gì? Ai? Lê Giang. Lê Giang. Đúng rồi, cũng bỏ luôn. Tại sao mà nói tao nghe đi. Bị không dắt nhỏ đi phẫu thuật thẩm mỹ bỏ luôn. Nói cho mấy bạn ganh tị chơi nè. Sao? Mấy cô kia là quá khứ rồi. Bây giờ hiện tại nè. Biết cái cô mà hot nhất trường mình không? Ai? Cô nào? Dạ Vĩ Lâm. Tao hỏi thiệt mày nha.
mày nổi tiếng á là sát gái. Mà bây giờ á, mày quen cô Dạ Dĩ Lâm này đó, mày có yêu cổ thiệt tình không? Yêu sao mà yêu? Tao là người nhạy cảm, mày hiểu không? Mày quay cái mặt ra trước không? Nhìn coi bạn này có tin tưởng không? Quay á là phải chuẩn bị ra. Đừng nói về âm nhạc đúng không? Đem cái đờn ở đây, đem cái đờn ở đây. Mày thử đi, để tôi coi tài năng tới đâu, thử đi. Một đường nhẹ. Rồi, yếu. Đưa đây. Trời. Mày thử coi, mày biết gì vậy nó không? Yếu luôn. Hả? Bên thì móc nhẹ, bên thì đờn không hát, đây vừa đờn giả. Tát say, trời đất cũng say. Tát say, nên quên hết lời rồi. Trời ơi Mày hát tao muốn say thiệt luôn rồi. Ủa bạn nhỏ có tới thiệt không mày? Tới thiệt á, lát nữa tới giờ đó. Phải không? Ê mà tụi bay giúp tao giúp gì? Hỗ trợ đồ đi, cua nó đi. Nè, tao không bao giờ giúp những cái thằng mà không có yêu người ta thiệt tình. Nghe. Đúng, giúp mày rồi lỡ mày làm cho gái người ta hả chà bá lửa cái bụng xong mày bỏ. Đúng. Tao không thể làm chuyện thất đức như vậy. Vấn đề là giúp tao đi, tao không nghĩ tụi bay á. Tại sao tao phải giúp mày? Thì tao không có đòi tiền nhà tháng này. Tao xin lỗi mày nha, cho dù tao có nợ mày một năm tiền nhà thì cũng đừng bao giờ bắt tao làm những cái gì mà lương tâm tao không cho phép. Rồi. Xin lỗi mày á. Giờ làm gì? Bạn này không giúp thì chịu khó nhường ăn đi nha. Cái gì? Nghĩ sao vậy? Ở chung phòng mà. Không lẽ tụi bay có chuyện gì tao không giúp? Tại vì em này em lãng mạn lắm, hiểu không? Thì mày hỗ trợ gọi là hiệu ứng giùm tao được. À, khi mày hung là tao vô ôm phụ hả? Mà bỏ đi. Bậy bạ. Dụ như tao nói mà mưa là phải có nước không? Biết là phải có gì trắng trắng đó. Biết cái gì về cái chuyên môn, người ta gọi là FH. Rồi xong nhỏ thích là gọi là FH. Được. Còn cần có hỗ trợ nhạc không? Không, nó ra ngoài đứng gì cho ta ới, ta thánh hiệu. Mày ngu quá, mày cầm cái đờn nhỏ đi. Nó cầm cái đờn này nó lip xin cho, hiểu không? Giờ mình vô đất phải không? Cái gì cũng phải dùng nội công chứ phải đơn giản mà được đâu. Trời ơi, ghê quá. Đi ra. Mày cầm tắt coi. Nhanh lên. Nhanh lên. Anh Vinh ơi. Nhanh lên. Nhanh lên. Anh Vinh ơi, mở cửa cho em nào. Thôi, chờ, chúc anh, chúc em ơi. Từ có cái đinh, mày cây nó từ cái đinh nó mắc quần ta rồi. Đợi anh chú em ơi, cái đinh nó mắc quần ta rồi. Anh Vinh thôi, em xong cửa em vô nha. Rồi, thôi quý vị, hãy quần ra. Lấy không được. Đâu ra, đi ra. Trời ơi, mày rối quá. Hiểu nha. Đây, có xin được không? Rồi. Anh Vinh mở cửa cho em. Đây, mời em vô. Vô. Dạ, mặc đồ đẹp quá. Hồi nãy giờ người ta kêu quá trời không ra mở cửa. Nãy giờ đứng ngoài đó trai nó cua quá trời luôn. Chắc số điện thoại quá trời luôn mà đâu có dám cho đâu. Sao không dám cho? Tại yêu cái mặt này mẹ. Chắc chết quá mày, chắc chết quá. Tao tới nhà không mời người ta ngồi gì chân á. Em mặc đồ này đẹp quá, em ngồi nhăn không? Nhăn không có đó. Sao đâu. Sao? Lát hồi mình còn làm nhiều chuyện còn nhăn hơn vậy nữa. Anh đi ra, em ngồi đi. Em ngồi đi. Thôi ngồi dưới, không thấy hình được, mình lên trên mình ngồi đi. Trên giường của con kia nó ngủ hôi lắm, nó có bao giờ ra thay ra giường đâu. Ờ ha, em nghe đồn sinh viên ở dơ lâu. Ngồi dưới đi. Ngồi dưới hả? Dạ. Trời ơi, cái sàn gì đâu kỳ quá. Này, không phải tại em nha. Tại cái sàn nó kỳ quá. Ủa, miếng nước gì vậy nè? Hôm nay qua đây chơi. Sàn kỳ quá. Này, không phải tại em nha. Tại cái sàn nó kỳ chứ bộ. Anh đang kỳ quá. Giờ ông ấy ướt áo rồi, anh cởi áo ra nha. Gì vậy? Mẹ em có dạy á là hả, hai đứa mà trai gái ở chung phòng là con trai không được cởi áo, để con gái cởi cho. Gì vậy? Anh bị gì vậy?
không biết nữa sao. Trời ơi, cái sang nó kỳ quá. À đúng rồi, anh hát hay lắm, anh hát trên. Anh sẽ tới được một bài gửi tặng em. Dạ, để em ngồi nghe anh hát nha. Ôi trời ơi. Về đây tuyết rơi đây. Dạ, đàn một nơi mà nhạc một nơi. À, anh phải ngồi đây mới đẹp em ơi. À. Ngồi đâu anh? Ngoài hiên tuyết rơi đây. Ngoài kia tuyết rơi. Đúng rồi em. Vậy bây giờ thử em hát một bài coi em muốn cái đó nó có không nha. Ví dụ em làm rồi, đi. Rồi ví dụ nha. Trời mưa bóng bóng phập phồng. Trời ơi. Hát đi em, tiếp đi em. Trời mưa bập phồng. Anh làm mấy mình giảm bớt xíu được không anh? Không được em. Nhà anh như phim trường vậy đó. Trời mưa bảo tới luôn. Dạ em đi lấy chồng nhìn ở với ai. Gì vậy anh? Hả? Thôi không, mấy mình bớt chơi mấy cái trò mà dễ bị hoa lao này lại đi anh. Mất vệ sinh quá à. Em có thích coi ảo thuật không? Wow, anh biết là ảo thuật luôn hả? Cái đôi tay khéo léo này cũng khó khăn lắm á anh mới luyện được. À, với một cái tờ tiền anh có thể biến thành một bông hoa. Anh ơi, nãy giờ á anh trong phòng này chỉ có hai đứa mình thôi đúng không? Tất nhiên rồi. Có ai nữa không? Anh nói cho em nghe nè, mấy thằng kia thỉnh thoảng qua ở là dọn dẹp giùm anh thôi. Ờ. Phòng này anh thuê một mình đúng không? Ờ. Anh có tiền mà cứ nè. Cái gì vậy? Chắc thằng lằn rớt. Ý trời ơi, con mèo. Trời ơi, đi. Mèo anh nuôi sao em tạt nước nó chạy mất tiêu hết trơn rồi. Mày đuổi nó về đi, hôm tao quanh chết hả? Anh ơi, bây giờ anh làm cái gì cho em xem. Đây, đi. Ảo thuật. Ảo thuật. Tờ tiền biến thành bó hoa Đà Lạt. Wow. Trong tình yêu hoa gì chứ? Hoa hồng. Em nhìn cho kỹ nha. Dạ. Nhìn tay đây nè. Trời. Anh ơi, sắp tới là đám giỗ ai vậy anh? Sao tự nhiên em thích vào mà ra qua dặn thọ vậy? Trong tình yêu em biết. Dạ sao anh? Người ta yêu em toàn màu đỏ, màu hồng. Ờ. Cái tình yêu của anh dành cho em nó đặc biệt. Anh sẽ biến lại cho em tờ tiền là như cũ nha. Nhìn nè. À. Gì vậy anh? Tao mà chưa yêu nhau tự nhiên bây giờ anh đòi giết em vậy? Anh đòi đặt cái búa lên đầu em vậy? À không, này là anh bị lỗi kỹ thuật thôi. À, kỹ thuật giấu không khéo. Không phải, không phải. Cái búa là để anh. Thôi thì không sao em. Từ cái búa. Dạ. Anh sẽ biến thành cái khác cho em. Cái nào vậy? Anh đòi cái gì trên người em vậy? Không, tự nhiên lấy cái kèm đưa ra chi vậy? Ý anh là anh muốn đóng móng tay cho em thôi cái này hả? Trời anh ơi, em đâu phải trâu bò đâu mà anh dùng cái kèm anh cắt móng cho em anh. Anh có biết đâu. Anh ơi, em bắt đầu em thấy anh có hơi vấn đề chút xíu về thần kinh rồi đó nha. Đùa thôi. Nãy giờ là nói chuyện một mình nè, rồi bắt đầu biến ra tầm bậy tầm bạ nè. Bây giờ làm gì cho em có lòng tin với soái ca của em đi. Thôi, ok. Bây giờ anh sẽ biến cho em một cái vườn thú. Ừ. Trong một khung cảnh ban đêm lãng mạn. Ừ. Cái vườn thú nó sẽ nằm ngoài đây. À. Khung cửa sổ này. Trước tiên, Trắng ơi, lên đi. Ngoài. Thấy trăng chưa? Bây giờ thú nè.
và một con heo. Anh sẽ biến nó ra cho em coi. Em thích heo vậy. Xuất hiện. Mày làm gì vậy? Đâu giờ biến mày? Mày chơi với nhiều hay chưa? Thì tụi bay làm con khỉ con heo được mà bây bữa mày giữ tao hoài. Heo nào mà đây vậy? Hả? Heo nào mà đây chứ vậy? Hả? Anh ơi, thì ra đây là hai tên biến thái trình đập hai đứa mình nãy giờ hả? Cái gì? Đánh chết cho đi anh ơi. Không phải. Quýnh nó đi anh. Không. Biến thái. Ê. Nè, tôi vừa phải nha cô, vừa phải nha. Hồi nãy giờ cô tạt nước rồi cô đập đầu tụi tôi nãy giờ nha. Ủa nãy giờ là gì? Thiếu mày bao nhiêu tiền, tiền nhà mày hành dữ vậy mày? Hả? Ủa là sao? Nãy giờ là anh làm ảo thuật cho em coi mà hai người này là sao? Đi vô. Thì làm ảo thuật có gì người trợ giúp với em. Coi chừng dính thì đừng đó. Lớn tuổi thì cẩn thận chứ. Biết rồi. Bây giờ tao không có đảm á. Trời ơi sao nãy giờ anh giấu em vậy? Dạ con chào bác. Cái gì? Dạ bác ơi. Dạ. Dạ con với ảnh quen nhau lâu lắm rồi. Bây giờ mới được gặp bác. Con không ngờ tới tuổi này mà bác... bác như vậy. Gia đình Tư Phùng, ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba con nến lung linh. Ủa là ai vậy anh? Bạn của nó. Trung học. Trời ơi, sinh viên đó hả? Tôi với nó thiếu nó chút xíu tiền thôi, 8 triệu thôi mà nó hành. Phải mua ba cái này về rồi quăng lên đầu lên cổ người ta. Mà nó không hề tốt đẹp như những gì nó nói. Nó chỉ biết ăn chơi đàn đúm với bạn bè. Nó có học hành gì đâu. Nó lừa hết cô gái này tới cô gái khác. Mày nói vậy là sai nha. Chơi không chơi đốt nhà kìa đó nha. Những người nói xấu bạn bè là những người xấu. Em hiểu không? Ủa gì đây là hai người xấu đúng không? Hai người rất xấu. Em không bao giờ nên nghe những người xấu. Tôi xấu về hình thức mà tôi đẹp trong trái tim. Tôi không bao giờ đi lừa dối. Nhưng mà đi nói xấu người khác là xấu luôn. Tại vì tôi sợ mày làm người ta tổn thương thôi. Bây giờ tôi hiểu rồi. Hiểu gì? Đồ sợ khách, anh để yên cho tôi tặng rồi. Đồ sợ khách. Thì ra bây giờ nhờ hai người bạn của anh tôi mới biết được là anh là cái loài mà dụ dỗ người khác xong rồi yêu xong rồi chia tay đúng không? Nhưng mà nó dụ những đứa hiền lành chứ hồi nãy bà toàn dụ nó không. Đứng ở trong nghe hết rồi. Tại sao vậy? Có yêu thích thằng này nó có điểm gì mà em yêu thích chứ? Ngoài cái mã đẹp trai ra không chỉ dở, thấy không? Tối ngày là dùng chiêu trò này cua hết cô này cô khác. Em là người thứ mười mấy hai chục rồi đó. Trời ơi, đồ sở khanh. Đừng đánh nó đơn thuần, hãy dùng vũ khí. Đi đâu vậy? Cảm ơn anh. Dạ, dạ Dĩ Lâm. Cô già Dĩ Lâm, có một người yêu cô say đắm. Ai vậy? Người đó đang hy sinh vì cô. Nói đi, mày sợ cái gì? Mày nói rằng mày yêu người ta đi. Cái gì? Ai? Mày không biết hả? Cái gì? Cái gì? Nhìn tao cái gì hả? Cái mặt heo mày, tao tưởng mày... Mày gì? Mày nhìn bộ đồ này mày tưởng tao là không phải đàn ông à? Tao là đàn ông. Tháo vậy nịch rồi, đừng có dặm quá nó tụ quần bây giờ. Bây giờ hãy quỳ xuống và cầu hôn người ta đi. Nhanh lên, hãy tỏ tình đi. Nhanh lên đi. Ủa trời ơi, sao tự nhiên vội vã quá vậy? Quỳ xuống đi. Trời ơi. Quỳ xuống, đúng rồi. Giơ hai tay lên trời. Thẳng mũi ra, thẳng mũi dày ra. Cái sàn này nó kỳ quá. Chết rồi. Tự nhiên tao dẫn tới đây cái cầu hôn người ta luôn rồi, hay biết rồi. Để kéo tao ra. Nó kẹt thiệt rồi. Trời ơi. Đây không lẽ là ông trời xếp đặt hay sao? Trời ơi. Mấy chục năm nay chưa bao giờ tao chạm tới cơ thể một cô gái nào. Từ trước tới giờ chưa có ai ôm em hết. Bây giờ anh ôm em rồi anh phải chịu trách nhiệm nha. Theo truyền thuyết bên Hy Lạp cổ đại đã nói rằng trai đơn gái chiếc chưa biết nhau, ôm nhau là suốt đời. Thấy thành vợ thành chồng phải sống hạnh phúc bên nhau, không bao giờ được thay đổi. Happy New Year.